Mọi người nha, giờ mới mua xong nha mọi người. Giờ mình đi bắt ta bắt cá lên, giờ mình đi bắt cua lên. Mình giờ mình quay giờ mọi người coi nè, mới mua xong nước mình để đâu nè. Có không em? Rất bọc ư chứ kìa. Năm sáu con à. Rồi, thấy con cua bỏ vô. Cá nè, cá trắng nè. Cá trắng nào bắt hay vậy? Cá trắng bắt được hay trời. Cá trắng mà đơm chưa thấy gì nữa bắt. Đây cái trắng nó nhóng quá trời tao. Có ai đơm nè. Mới mưa xong là nước bình địa luôn. Sáng ngày ông làm cây một phát một và nước đình láng. Nước lũ dâng cao à. Ồ cá trắng nó quẩn kìa. Chỗ này. Đây cái này lấy cái lưới ra giăng này có nè ta. Nhà hai ba ông đơm rồi mới biết có không. Thì cái này mà đem cái đứa bé nhà văn thử có không nè. Hôm mà làm biến quá, ví dụ ngăn queo quá không văn lội thì không có con nào nữa. Gì? Thôi đi về bắt vòng vòng chứ về có không. Mưa xong cá không thấy, thấy toàn là nước. Cua vợ mình bắt được mọi mấy con. Chứ nãy nhà như ba mình nó bắt được mớ nữa. Ngon không? Hôm nay ruộng đang queo có mưa thế này là hết có cá trắng chạy à. Đúng là có nước có cá. Sáng giờ ông mưa còn có 2-3 tiếng. Về đi bắt cá, cua không có gì để cắt bí. Coi nước ngập rồi. Bí. Bí nó bò, nó bò. Ngập rồi, mấy giờ bí ngập bình đè hết rồi. Ruộng nương gì ngập quá trời. Vậy đi thu hoạch bí. Thu hoạch bí chắc cứu hơn cua với cá. Bí nó không chạy. Mấy cái này chưa lớn rồi. Trời ơi. Đây, lo cái cuộn nó lên rồi các em. Cuộn nó hồi bữa chắc có trái với á. Thôi nhẹ chuẩn đứt luôn giờ. Có không? Lo dục bờ đi coi nào sống được sống. Quá trời có một cây mưa mà. Ồ cái da trái nó kìa đó. Cái bự ra. Nè đây trái nè. Nè nè. Ngon hả, lúc trước trồng không thấy trái nhiều mà giờ giờ cắt thấy hàng hà nữa. Bầu quy sập vàng nữa. Nước ngập rồi thấy nó cũng có da, nó đang da nụ nữa mọi người. Nó nước ngập ngập chứ thấy cũng có đang ra nụ trái nhỏ nữa. Có không? Bố bên đây như 2-3 trái ai cắt rồi ta, chắc mẹ cắt hết nè. Có trái màu vàng gì? Trái màu vàng đồ trái chín luôn. Thôi như bố bên đây là 2 trái bự nè. Ai lớn hơn trái rồi. Bố này 2 trái nằm kìa. Yeah. Kìa yeah, đang trái kìa. Ôi trái nào nhỏ nó luôn hả? Nước. Kịch lá tìm sâu hả? Kìa. Đó. Rồi chắc hết rồi hả? Rồi qua bầu có hồn lưỡng bầu cũng đi vậy. Để nước ngập nó hư hết vậy. Không muốn làm được như đây mọi người. Cái trục trái có rồi. Quá là sau cơn mưa nước ngập tình địa hết. Chà mấy kèo đủ này ngập cái này không miếng sống không hả? Bữa hai trái bự nằm cái bên á. Tại em thấy nó không có phức. Rồi mưa mà cái ớt nó sung ghê không? Nồi cái ớt kìa. Bữa hôm nó không có lớn, hôm nay mưa xuống nó sung nát đạn luôn. Rồi coi nước nó ngập bình địa, cái xã đầu bắp mình giờ nó ngập luôn rồi. Ông ngừng thôi, ông quất con cây nữa ngập bình địa nữa. Đầu bắp mình bữa hôm mà mình cắt nè, bữa nay nó đầm đọt rồi. Hôm nay hai mấy lần nha mọi người. Rồi bầu ra trái từ dưới gốc mình ngọn luôn. Không? Sập vàng. Sập cái vàng bầu luôn. Mới mà những nữ cái là cá nó đi.
Có hết chưa? Bầu hết chưa? Đi nằm dưới đất nè. Sàn bầu sập luôn à. Dàn bầu sập mà dàn mướp chưa sập. Trái cũng còn nữa mà. Thì đang nghe trái mà, mướp đang nghe trái mà. Cầu mà nằm dưới đất luôn rồi, mà này còn nhỏ. Quá trời có cái ớt này của mình sao mà sung ghê. Trời mưa mà nó làm đủ nước nó hút mà nó cao bự quá trời. Nước ngập bình đê con này mà không làm cây nữa, cái sợi bắp này ngập bình đê luôn. Ừ, trời mưa sao có cái ớt này sung quá trời đó. Cây này bự thù lù. Quá trời, càng mưa càng sum. Sợi bắp này mọi người ha. Vừa không cắt nãy đầm đọt lên, ông này cũng hái trái mấy lần à. Cái đều đang bị ngập nước này. Tới chiều rút nữa, nó đỡ nó không rút nữa, quất cây nó chắc hư hết luôn. Chết mấy cái chết chín nè em ơi, có mấy chết chín nè, nó ngon quá trời mưa mới mà mấy cái ớt nó sung nè. Bữa hôm mình tưới nó không sung mà trời mưa nó sung quá trời, nước ngập bình đè mà sung. Có cái nào sung bữa nay sung ra giá nhiều, cái vài bữa nữa nó ngủm luôn. À, mấy cây này cũng vậy nè, bữa hôm nó đứng khô đứng hoài không lớn. Có trái bầu bự nè, chứ mà không lớn, cơn quốc ngày mưa xuống cây nào nó lái mướt dược. Trời mới ớt rồi. Mà hôm mình tưới nó đâu xi nhê đâu. Đều mưa hôm nay mưa có mấy cây nè mà cây nào cây nấy. Có cái mưa này là kinh khủng, mưa là lớn. Rồi vợ mình nào được mấy trái nè. Thấy đi ba cắt bò bắt bầu với bắt bí hay cắt cú hơn. Có mớp không? Dàn bầu sập sập chứ vẫn ra trái hả? Mấy cây đầu dòng nè, dòng hả? Nay đâm đọt bò ra quá trời luôn. Cái bầu chiếc này dây cái nó không bự dữ hả? Mấy chiếc trước cái bự bự không, mấy chiếc này làm như nó giòn 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 thôi. Ủa nãy trái bí đó đâu, dạch ra được trái bí đó ngon à. Bữa hôm đầu rồng hả, tưới cũng đâu có sung đâu mà nè, mưa xuống có mấy cây nhẫn nhữ mà. Có cây này lớn mấy cây kia không có lớn, có cây này lớn dữ nè. Bữa nay coi đầu rồng lá sum xê nè. Hô hoa nè mọi người, giờ mình đang hái hô hoa nè. Thì bữa hôm kia anh thấy con trái bự này đâu được mấy trái nhỏ nữa. Chứ con cái ớt này nó bị ai đạp gãi nè. Nó sụm bên đèn mà nó vẫn sống kìa thiệt. Đổ về nhà mọi người, chứ là phẩm nãy giờ. Nó được mấy trái hô hoa, mấy trái khổ hoa chứ. Mấy trái khổ hoa với mơ mướp bầu bí không thấy trái đậu nhiều, đâu có thấy trái nhiều quá trái nhiều dữ đâu, đâu có thấy trái nhiều đâu. Bữa nay thì tự nhiên mưa cuộn dây lên kéo lên thấy hàng hà trái luôn. Người ta đi bắt cua bắt cá, còn mình đi bắt cắt bí bầu cắt cú. Video của mình tới đây kết thúc nha mọi người, chào mọi người nha, nhớ đăng ký like ủng hộ mình nha mọi người.